Máy Nông nghiệp Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, hôm nay em sẽ quay tiếp một dòng lẻ 5, nhưng mà nó là dòng Zanma, và là dòng Zanma F255 nhé các bác nhé. Zanma F255 và Lone 255, nó là hai cái dòng tương đương mã lực với nhau, nhưng mà cái dòng Zanma bao giờ giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều nhé các bác nhé. Thì mình cũng có thể tham khảo. Em này mới về, mới tinh luôn, mới tinh mới về luôn này. Công hôm mùng 5 là mới về, mới lắp ráp luôn, mới lắp ráp lên. Nên là em sẽ quay luôn cái khác. Đây, cái phần em thấy là ở trên công này là nó sẽ có cái khung này nữa cơ. Khung này của F255 đó. Xem là có ghi gì không. F255 em đang quay cái nhắc, nhưng mà các bạn chưa lắp hoàn chỉnh. Đấy, quay cho các bác cả cái khung này luôn. Nhưng mà đây, đó là của máy F255 này, nhưng mà bọn em chưa lắp này. Đó, đây là hai em US, nhưng mà em đã bán một em rồi nhá. Một em hôm đấy, chiều hôm đấy khách đến chốt luôn, là còn một em, nhưng mà em chưa lắp được. Thôi em cứ sẽ quay em này cho các xem chi tiết em này nhé. F255 thì nó sẽ là 25 mã lực và động cơ vẫn là 3 máy nhé các bác ơi. Đó, em nó vẫn là 3 máy và máy móc đẹp cực kỳ luôn, không có điểm gì phải chê cả luôn ấy. Đấy, cái khung của nó đây, cái khung theo máy. Đấy, quay chi tiết cho các bác cái phần đùi đi, phần đùi sau của nó đây, xịn sò luôn, nguyên zin nguyên bản luôn nhá các bác ơi. Mà em này số cơ siêu bền bỉ luôn. Các bác mà đã làm dòng Zanma thì mình sẽ không bao giờ thích những cái dòng khác luôn, bởi vì em thấy nó bền đấy, nó bền và nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Đây, phần động cơ phun bên trong của em là đây các bác này, nó sẽ nằm gọn, cái ống khói nằm gọn gàng như này luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Ôi giời, đèn nó vẫn nguyên xi này, và các bạn này không tắt. Đây, phần đồng hồ này, đèn điện vẫn ok luôn này. Tôi sẽ tắt nó đi nhé. Đây các bác ơi, em này 3 máy này, 3 máy, 3 máy này. Siêu đẹp luôn, siêu đẹp, siêu nét luôn. Đấy, bình nước xanh nét luôn. Em sẽ quay cái phần cầu trước cho các bác trước này. Cầu trước em nó cực kỳ khô ráo, đẹp đẽ luôn. Đó, đây, quay cho các bác chi tiết từng cái phần ốc ếch ở bên dưới, phần gầm ở bên dưới luôn này. Đó, là mình không lo là mua máy Zanma nó ít dùng, ít đồ đâu nhá. Quên mất là chưa đi phần lốp cho các bác nhỉ. Ôi, đôi lốp cũng đẹp luôn này. Ôi, đôi lốp em này đẹp thế. Rồi, còn cực cao mà không thấy giá gì luôn ấy các bác ạ. Lốp trước của nó vào đây, 7/16 nhá. Lốp 7/16 đây này. Lốp chuẩn Nhật bãi luôn. Đó, lốp chuẩn Nhật bãi luôn này, lốp BS đấy. Đây, lốp sau cũng đẹp, đẹp cực kỳ á. Chưa nhìn thấy thông số ở đâu nhỉ.
xem thông số của em nó ở đâu. Đây rồi. 11.2-24 nhá. Đấy. La răng cũng đẹp luôn. 4 lốp bao nguyên bản. Đều đẹp luôn. Đây mã công của nó đây. Đó. Công vừa rồi thì bọn em đã bán được 2 em rồi. Các bác ấy đến cũng chốt luôn, thì đợi được kiểm định cái là các bác ấy bách về thôi. Đó. Xịn sò, siêu xịn sò luôn. Công này toàn em đẹp mà các bác này. Em đánh giá là công này toàn em đẹp luôn. Đó. Cái phần chỗ ngồi lên xuống của nó này. Đế cao su ok luôn này. Số chính. BTO 4 tốc độ nhé. Đấy, số chính của nó đây. Ghế nguyên bản. Theo máy luôn này. Đấy. Đấy, số của nó đây. Chưa hưởng. Chưa lắp hoàn thiện hết. Ốc ếch vẫn còn đầy ở bên cái thứ này đây này. Cứ quay cho các bác xem trước đã. Cho nó hot hit luôn. Bởi vì đã rất là nhiều các bác hỏi cái dòng F255 này của Zanla này. Nên là em quay luôn. Quay luôn để thử luôn cho các bác xem. Đèn điện ok luôn, không ảnh hưởng gì, không vấn đề gì luôn ạ. Đó. Sợ ta lại bị tắt đèn đầu, nó gọn gàng ở đây. Rồi các bác ơi, em F255 này thì giá của nó sẽ vừa tầm, vừa tiền thôi, mà nó tính ra nó rẻ hơn dòng Kubota rất là nhiều. Đó, thì các bác quan tâm đến em nó hoặc là muốn biết giá cả chi tiết như nào, muốn test máy móc như thế nào thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé. Em sẽ báo giá cụ thể và test máy đầy đủ cho các bác luôn. Cho các bác ở xa, các bác muốn xem trước thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Đó, thì máy móc, giá cả rồi thì các thứ chúng ta sẽ inbox riêng nhé các bác ơi. Tại vì thực ra là giá bọn em sẽ không báo trên mạng đâu. Đó, từ trước giờ vẫn là như thế rồi. Các bác cứ mua hàng quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé. Đó. Rồi, em xin phép kết thúc video tại đây nhé các bác ơi. Xin chào tất cả mọi người nhé.